tạng vô lượng thanh nguyện. Quyền hàng phương tiền đi khắp mười phương làm các công đức vào pháp tạng của chư Phật, rộng ráo giải thoát nguyện chúng sanh ở vô lượng thế giới đồng chứng Phật quang. Rời cung trời đó xuân giáng sinh vào cung vua, bỏ ngôi vị mà xuân gia cô hành hồng đạo thì hiện quận theo thế gian phạm đen sân đình huệ hàng phục ma oan đắc pháp vi diệu thành bằng tối chánh nha. Người trời quy ngưỡng chuyển bánh xe pháp đem pháp mầm vàng ngộ thế gian phá thành viền não lắm mau tam dục dừng gốc sạch câu huế hiến bày đức thanh tịnh điều phục chúng sanh chuyên thuyên diệu ly tích công lụy đức gây tạo phương điền đem pháp dược cứu liệu ca khổ ba cõi làm phép quan đảnh thọ ký bồ đề giáo hóa bồ tát nên làm a xà lê biểu thị vô biên công hạnh thành hạ thục vô biên thiện căn cho hàng bồ tát vô lượng chư phật đồng đến hộ niệm trong tất cả cõi phật đều có thể thì như vậy. Như nhà ảo thuật biến ra ca thành tướng, nhưng ca hình ấy không có thật tướng, bằng Bồ Tát này cũng là như vậy. Đã thông đạt tăng tướng của chúng sanh, cũng dường chư Phật dắt dẫn quần sanh. Hoa hiền các cơn máu như ánh chấp phá tan lưới chấp toan vầy làng buồn qua khỏi qua vị thanh văn bích chi chứng nhập ba pháp không vô tướng vô nguyện theo lập phương tiện hiến thị ba thường. Đối với hàng trung hạ tăng thì hiện có duyên độ chứng đăng vô sanh vô diệt vào sau thiền định được vô lượng trăm ngàn pháp tống trì ngộ nhập hoa nghiêm tam muội chứng trăm ngàn tống trì tam muội vẫn trụ số trong thiền định thấy rõ vô lượng đứng vào khoảnh khắc đi thăm cõi phần được biện tài của phần vào hạnh nguyện vô hiện thông đà tiên nói ca chúng sanh cai thì thật tương vũ trụ vừa gọi ca pháp thế gian tâm thường nguyện độ thoa chúng sanh gọi vời vạn vật tùy ý tự tại với lung đạo phàm phu làm bạn không tính vân giữ pháp tạm nhiệm màu Như Lai hồ đề giống Phật kiến không dựng phát rộng lòng thương xót hữu tình nói lời từ ái trao phàm nhãn đông đường an mở cửa lành đối với chúng sanh biểu hiện cởi mở cứu giúp phò trợ mong độ chúng sanh đến bờ giác ngộ thuyết được vô lượng công đức trí huệ sáng suốt không thể nghĩ bàn vô lượng vô biên đại bồ tát như vậy đồng đến pháp hội lại có 500 vị tỳ kheo 7000 vị ưu bà tất 500 vị ưu bà di và chư thiên cõi dục cõi sắc cõi phạm chúng đồng đến giữa đại hội phẩm thứ ba đại giáo nguyên khởi bây giờ đứng thế tôn hiện trăm ngàn sanh tướng oai quang sáng chói như gương sáng sành chiếu rõ và pháp tôn giả nan liền tự suy nghĩ
Ngày nay đứng Thế Tôn hiện sanh tướng nghiêm tịnh rằng rỡ uy nguy cõi nước trang nghiêm từ trước đến nay ta chưa từng thấy thật là hy hữu liền từ chỗ ngồi đứng dậy kịch áo bài hương quỳ gối chắn tay bành đứng phật rằng bạch đứng Thế Tôn hôm nay Thế Tôn vào đại tịch định an trụ trong pháp đặc biệt an trụ trong pháp hành tối thân của chư Phật qua hiện về lai phật phật nhớ nhau Thế Tôn vì nhớ chư Phật quá khứ chư Phật vì lai này chư Phật hiện tại phương khác vì sao lại có hoài thần hiển diệu thù đạt như vậy cuối xin đừng Thế Tôn chỉ dạy bây giờ đến phần bảo tôn giả nan lành thay ông vì thương xót lời lạc cảm chúng sanh mời hỏi điều vi diệu như vậy lời thưa hỏi của ông hôm nay công đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần nhiều kiếp bố thí cũng dường các bậc a la hán bích chi phật cùng chư thiên nhân loại và các loại bò bay xuân đồng trong một thiên hạ vì sao vậy chứ thiên nhân loại và đời sao đều nhớ lời hỏi của ông hôm nay mà đường đô thoáng này a nan Như Lai vì lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi nên xuân hiền ở đời tuyên dương giáo pháp là muôn cứu bậc quần sanh đem lợi ích chân thật khó gặp khó thấy như hoa ưu đàm hiếm khi xuân hiện lời hỏi hôm nay của ông lời in rất lớn a nan nên biến đi chánh gia của Như Lai rất có suy lượng không gì chướng ngại được có thể trong một niệm an trụ vô lượng kiếp thân và các cánh không có sanh diệt vì sao vậy định huệ của Như Lai thông đã vô cùng tối thắng tự tại với tất cả pháp ma nan hãy lắng nghe theo nghĩ nhớ đó ta sẽ vì ông phân biệt giải rõ phẩm thứ tư pháp tăng nhân địa này a nan ở vô lượng vô số kiếp về đời quá khứ lâu xa có đức phật xuất thế hiểu là thế gian tự tại vương Như Lai ứng cùng đàng chánh giác minh hạnh tung thiên thể thế gian giải vô thường sẽ đều ngự trường vũ thiên nhân sư phật Thế Tôn đứng phần đó trụ thế hóa độ 42 kim vì hàng chư thiên ba nhân loại mà thuyết giảng kinh pháp bây giờ có vị vua tên là Thế Nhiêu nghe phần thuyết giảng đạo lý tâm sanh hoan hỷ lãnh ngộ liền phá tâm vô thường chân chánh bèn cao nói vua theo phẩm xuất gia làm sa môn hiệu là pháp tạng tu hành bồ tát đứng hạnh cao siêu trí huệ giọng mạnh thâm tịnh ly giải đệ nhất lại có hạnh nguyện thù thắng định huệ tâm thường kiến cố bất động tu hành tinh tấn đến chưa đinh phần đành lệ tùy gối chắp tay tán thán phật đại thề nguyện nói kể rằng thân Như Lai vi diệu đoan nghiêm thế
cõi hữu tình thấy thông yêu. Lại hay hiền sáng thân đẹp để tùy loại chúng sanh đều thấy rõ nguyện con thành Phật có tiếng tốt đưa Pháp âm đến vô biên cõi thuyền dương Pháp giới định tinh thần. Thông đà rộng sâu pháp nhiên màu trí huệ rộng lớn như biển cả nội tâm thanh tịnh dân trừ trần lao ra hẳn vô biên đường án thu mau đến bồ đề bờ cứu cánh vô minh tham sân đều dứt sạch tuyệt hẳn vào hoàng đất tam muội như vô lượng phần đời qua hay cứu tấn ca sự khổ não sanh và bệnh chết của chúng sanh. Thường tu vô thì giới nhân nhược tinh tấn định huệ sáu ba la hữu tình chưa độ kiến đưa độ kẻ đã độ rồi kiến thành Phật và sư cúng dường hằng sa thanh. Không bằng kiến dòng cầu chánh giác nguyên an trụ vào tam ma địa hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi chạm đến được vào nơi thân tịnh thụ thân trang nghiêm không ai bằng chúng sanh luân hồi trong các cõi. Mà về cõi con hưởng an la thường vẫn từ tâm cư kiên cố tu. Xin Phật thánh trí chứng biết cho dù cho thân nát trong căn khổ nguyện tâm như vậy thề không mà thôi. Phần thứ năm chi tâm tịnh tăng pháp tạng tỳ kheo nói bài kệ này rồi liền bạch Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn con vô thường chánh giác giữ nguyện làm Phật tấn đường như Phật nguyện đứng Phật vì con rộng giảng kinh pháp con xin phụng trì như pháp tu hành dứt sạch gốc khổ sanh tử mau chứng vô thường chánh đẳng chánh giác. Nguyện khi con thành Phật trí huệ sáng xuống hào quang sáng chói tiếng tâm đủ cổ lan khắp mười phương trời người cho đến chúng sanh sanh vào cõi nước con đều thành Bồ Tát nguyện con lập đây tất cả đều hơn cả cõi Phật cầu đạo tinh tấn không dưng quyết sẽ được kinh quá vậy thì nguyện gì mà chẳng thành người tự suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tự được coi phần trang nghiêm viện tu hành như thế. Người nên tự biết với việc thân tịnh coi phần người nên tự nhiếp pháp tạng bạch rằng bạch Đức Thế Tôn điều ấy qua sâu rộng không phải cảnh giới của con hiểu đường cuối xin Đức Như Lai ứng chánh biên trì đồng nói vô lượng uy diệu cõi nữa của chư Phật khi con được nghe các pháp như vậy rồi suy nghĩ tu tâm thế nguyện con mới được vào thế gian từ tài vương biết rõ chí nguyện sâu rộng của pháp tàng liền nói công đức
tình rộng lớn viên mãn cõi nữa của 210 đức Phật đúng theo tâm nguyện ông mong muốn. Trải qua ngàn năm bây giờ pháp tạng thì khéo nghe Phật nói rồi đã được thấy rõ liền phát nguyện vô thượng thù thắng nơi cả cõi xấu đẹp thiện của trời người suy thường rộn rao. Chuyên tâm chọn lựa các thanh đại nguyện tính cần cầu tiếng kinh cần duy trì công đức đầy đủ năm kiếp ở nơi 21 vô số cõi Phật công đức trang nghiêm rõ ràng thông số thanh một nước Phật khi đã tu tâm rồi lại đến cho cõi Như Lai thế từ tại vương cuối đầu lại xa chân nhiễu Phật ba vòng rồi đứng tay bạch đức Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn, con đã thành từ viên mãn hành nguyện trang nghiêm thanh tịnh nước Phật đức Phật nói là lành thay này chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng cùng đề đại chúng nghe rồi phẩm thứ sáu phán đại thế nguyện phán tàng bạch rằng: Bạch đức Thế Tôn, cuối xin đức Thế Tôn thường xót nghe cho con nêu chứng được vô thượng bồ đề thành đàn chánh gia rồi coi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn quỷ súc sanh các loài nếu có chúng sanh trong ba đường ác cho đến từ địa ngục sanh về cõi con thọ giáo pháp của con tâm thành A Nậu Đa La Tam Miêu Tam Bồ Đề không đọa lại ba đường ác nữa được như vậy thân tướng sắc vàng ròng đủ 32 tướng có đồ tướng đại trưởng phu đoan nghiêm chánh trực tân ca đồng một dung nhan nếu có to sâu hình thế sai biệt thề không thành chánh giác khi con thành Phật ca chúng sanh sanh về cõi con biết rõ thiện ác đã làm nghe rõ sự việc khắp mười phương cả ba đời cứ lai hiện tại nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con đều được tha tâm trí thông biểu được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vàng ưng cõi Phật nếu không như vậy thề không thành chánh giác khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con được thần thông tự tại ba la mật đa trong khoảnh khắc nếu không đi khắp trăm ngàn vàng cõi Phật đề cúng dường thể không thành chánh giác khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con xa lìa tâm phân biệt ca căn tịch tình nếu chẳng
an trụ trong định tụ đến đại niên bàn về không thành chánh giác. Khi con thành và có quang minh vô lượng chiêu tâm mười phương chư Phật gấp ngàn vạn ứng lần ánh sáng của nhật nguyệt, nếu có chúng sanh nào thấy hay chẳng được ánh sáng của con thì được an lạc. Khởi từ tâm làm điều lành sao sanh về nước con, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật sống lâu vô lượng vô số thanh văn và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng, giả như chúng sanh ở ba ngàn thế giới thành bằng duyên gia trải qua trăm ngàn kiếp để tính đêm, nếu biết được số lượng ấy thì không thành chánh giác. Hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con cho đến mười niệm, nếu không được vãng sanh thì không thành chánh giác. Ngoài trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch vì ban chánh pháp, khi con thành Phật chúng sanh cấm mười phương nghe danh hiệu con phát tâm bồ đề tu sáu ba la mật kiên cố, không lùi lại đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con, một lòng nghĩ đến con ngày đêm không dứt. Đến khi mạng chung con cùng thánh chung Bồ Tát liền đến tin đón khoảnh khắc sanh về cõi con được vẫn thôi chuyện, không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành và chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con phá tâm bồ đề kiên cố, không thôi lui trong các căn lành hết lòng hồi hướng sanh về cực lạc, đều được hỏi ý nếu có an nghiêm đời trước nghe danh hiệu con hết lòng sám hối làm ca điều lành lại thì kinh giữ giới nguyện sanh về nước con màng chung không lạc vào ba đường ác, liền sanh về nước con nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật nữa con không có phụ nữ, nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con thanh tịnh tin tưởng phát tâm bồ đề chán ghét nữ thân, mang chung liền hóa thân nam tử sanh về nước con. Ca loài chúng sanh thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con vui mừng tin tưởng lễ bái quy mạng đem tâm thanh tịnh tu hành Bồ Tát chư thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con sau khi mạng chung được sáng vào nhà tôn quý các
đường như vậy thề không tầm chánh gian. Khi con thành Phật nước con không có tên ba đường, chúng sanh sanh vào nước con đều nhất tâm trụ vào chánh định, không còn nhiễm não tâm được mất mê. Thường thọ an là như tỳ kheo lầu tận, nếu con khơi đưa niềm tham đắm thân sao thề không thành chánh gia. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con đường vô lượng căn lành, thân thể vững chắc như kim cang bất hoại, thân mình đều có hào quang chiếu sáng, thân tựu hết thầy trí huệ biển tài không cùng tầng. Rồng nói ca pháp bị hiểu dạng kinh thuyết pháp tiếng như chuông vàng, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con quyết chẳng đến bậc nhất sanh bổ sư, trừ khi phan nguyện rộng lớn trở lại độ sanh giáo hóa hữu tình. Khuyến pháp tin tâm tu hành Bồ Tát hành nguyện phó hiền quý sanh vào thế giới các hành lìa a tu hoặc tích tuệ thần túc tùy tu tập. Thầy đều biết mà nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con, nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng tùy liền lên. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương tình sáng chói hình sáng thù tân vì diệu không thể tả xiết, dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp. Về hình sáng hình tương lòng lấy và số lượng chúng sanh ở đó vân vân, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vô lượng cây cành trong cõi nước con cao trăm ngàn, do tuấn cây làm đào càng cao bốn trăm vạn dặm, các bậc Bồ Tát trung phân cùng có thể biến rõ, nếu muốn thấy các cõi thân tình trang nghiêm của chư Phật. Tuy ở nơi cây bao cũng được thấy rõ vàng tưởng như xem trong gương, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật gọi nữa rộng rãi nghiêm tình sáng chói như gương chiếu khắp vô lượng vô số bóng ca từ nghị thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi sanh tâm hiểu, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật cùng tôn dưới đất trên đến hư không, tất cả vạn vật cung điện lầu các ao nước hoa cây vân vân trong nước đều do vô lượng bảo hương hiền thành hương thơm sông cấm mười phương thế giới chúng sanh ngửi được đều tu Phật hạnh. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật các bằng Bồ Tát trong mười phương coi Phật nghe danh con rồi đều đưa tánh tình giải thoát vô đăng tam mười các môn tổng trì vào tam ma đề.
thành Phật tuy ở trong đền. Thường cung dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mong đền ni, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật các bậc Bồ Tát ở thế giới khác nghĩa dành con rồi chứng ly sanh pháp được các môn Đà La Ni tánh tình hoan hỷ an trụ trong thế tướng bình đẳng tu Bồ Tát hành đầy đủ trí đức mà không chứng được ba nhận nơi Phật pháp mà không chứng được bấm thôi chuyển thể không thành chánh giác. Phẩm thứ bảy khuyết thành chánh giác này á nan, bây giờ thì theo pháp tạng phá nguyên rồi liền đọc bài tụng con làm mà nguyện hơn đời tất đến đạo vô thượng nguyện này nếu không toại thề không thành chánh giác lại làm đại trí chủ cứu khắp kẻ cùng có kiến các quần sanh kia đêm dài không ưu não phát sanh các căn lành thành tựu quả bồ đề. Con nêu thành chánh giác lấy tên vô lượng thọ chúng sanh nghe danh này sanh về cõi nước con thân kim sắc như Phật thương tốt thấy viên mang cúng đêm tâm đại bi. Lời ích ca quan sanh ly dùng sau thiền định tình huệ thu phan mạnh nguyện đem trí huệ sang chiêu khắp mười phương cõi tiêu trừ ba độc hại cơ cõi ca ánh nạn dính sanh khổ tam độ diệt hết phiền não an khai sáng mắt trí huệ chứng được thân quang minh đông hết ba đường ác mở rộng các cửa lành vì chúng khai tàn pháp rộng thì bao công đức tri vô ngại như Phật làm các hành tự mẫn đạo sư ca trời người anh hùng khắp ba cõi tuy pháp xưa từ hồng rộng độ các hữu tình viên mạng lời pháp nguyện tất cả đều thành Phật nguyện này nếu thành tựu đại thiên phải chân động ca thiên thần trên công mưa xuống trân diệu hóa này a nan tỳ kheo pháp tạng nói bài tụng này rồi mặt đất chân động sáu các ánh hoa trời rơi khắp mâm nhà thờ rồi không trung vang lời khen quyết chất thành vô thượng chánh giác. Phẩm thứ tám tích công lụy đến này a nan phan tàn tỳ kheo ở trước như lai thề từ tại phương và giữa đại chúng trời người pháp hoan thề nguyện này rồi an trụ trong huệ chân thần dòng mạnh tinh tâm một hướng chuyên tâm trang nghiêm cõi nước xây dựng Phật quang rộng lớn siêu việt thánh diệu kiếm lập vinh viễn tuyệt không hư hoài không miên đời trong vô lượng kiếp vuông trồng đứng hằng không khởi tương dục ba đồng chẳng đắm sau trần chỉ chuyện nhớ nghĩ chư phần thuở quá tư đã thu căn lành hành hành tình tình xa lìa luôn dối chân để môn làm ca không đức không nề ca khổ ít muôn biểu đủ chuyên cầu pháp thanh tình đem mân huệ lợi ích quần sanh chi nguyện không mọi thành tựu các nhận đối với ưu tình nói lời từ ái vui về hòa diệu khuyên dù kinh
kính lệ cùng kính Tam Bảo phụng sự sự trương. Không giả dối đền nó nghiêm trang đứng đắn khuôn phép những mật quan pháp như huyện tam môi thương tình giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người giữ gìn thân nghiệp không mất ngoài giữ gìn ý nghiệp thân tình không nhiễm nếu có quân thành sớm làm quyên thuộc căn bảo không sanh tham trước hằng hành bố thí trì giới nhân nhồng tình tăng tiền định trí huệ sáu ba la mật nhờ hòa chúng sanh an trụ đạo vô thường chánh giác do thành thục các căn lành như vậy nên sanh đến chỗ nào tự nhiên cảm ứng có vô lượng thọ báu hoặc làm trương giá cư sĩ hào hiệp tôn quý hoàng làm sáng lời quân vương chuyển luân thanh vương hoàng làm trời cõi lùng dũng cho đến phạm vương cung kính cung dường chư Phật chưa từng gián đoạn nhưng không đơn như vậy chẳng thể kể hết hiện thường có hương thơm như hương chiên đàn hương thơm hoa sen hương thơm ấy xong khắp vô lượng thế giới phàm sanh ra chỗ nào sanh tướng cũng đoan nghiêm đủ 32 tướng tô 80 nê đẹp tay thường xuân sanh cho bao vô tầng tầng cá đồ cần dùng đẹp đẽ coi thường đê lời lạc hữu tình do nhân duyên ấy kiến vô lượng chúng sanh pha tâm ma nào đã phần thứ chín thân cơ biến mạng này đang phạm tàn thì khéo tu hành Bồ Tát Thích Công lụy đức vô lượng vô biên trong tất cả pháp mà được tự tại không thể dùng lời diễn tả chỗ phát thệ thành tự biến mạng như thần an trụ ngoài đức rộng lớn thanh tịnh cõi Phật được tôn giá nan nghe đức Phật nói lời thấy rồi cũng kính thưa rằng bạn đức thế tôn phàm tạng Bồ Tát chứng mô đề là đã thành Phật và nhập diệt rồi hay chưa thành Phật hay đã thành Phật hiện ở thế giới Phật Như Lai kia đến không chỗ đến đi không chỗ đi không sanh không diệt không có quá hiền vị lai chỉ có một nguyện đồ sanh hiền ở phương Tây cách diêm phù đề này mười vạn ư cõi phần thế giới đó gọi là cực lạc phàm tạng thành Phật hiểu là A-di-đà thành Phật đến nay đã mười kiếp hiện đang thuyết pháp có vô lượng vô số chung Bồ Tát thanh văn cũng kính vậy quanh phàm thứ mười điều nguyện làm Phật lúc đức Phật nói A-di-đà Phật khi làm Bồ Tát viên mãn hành nguyện rồi a xa vương tử cùng với 500 trường giả biết được đều rất vui mừng mỗi mỗi cầm một bó hoa băng vàng đến trước Phật đảnh lễ và dâng hoa xong ngồi về một phía họ đặt tâm nguyện rằng khi chúng tôi thành Phật đều như đức Phật A Di Đà đừng và biết tâm nguyện của họ bảo các tỳ kheo rằng
giường. Bốn trăm ưng đức Phật thời Phật Ca Diếp, họ là đệ tử ta, nay lại đến cung dường ta. Ca Tỳ Kheo nghe đức Phật nói đều rất vui mừng. Phẩm mười một cõi nước im tinh này, nam cõi cực là kia có vô lượng công đức đầy đủ trang nghiêm tuyệt, không có nhân từ khổ nạn cứu mà nào cũng không có bốn mùa nóng lạnh sang tôi, không có sông biển lớn nhỏ gò nóng hầm hố gai công đã sỏi núi kia phi núi tu gì đất đa núi non chỉ là tự nhiên bằng bảy báo vàng rồng làm đất rộng rãi bằng phẳng không có hàng lừa kỳ diệu tu lê thánh tịnh trang nghiêm thù thắng hơn tất cả thế giới khắp mười phương tôn giá nàng nghe rồi thưa Phật bạch đừng thế tôn nêu cõi đó không có núi tu gì thì tứ thiên vương và đáo lời thiên nương tựa vào đâu này chư thiền cõi trắng và vô sắc nương vào đâu tôn giá a nan thưa bạch đức thế tôn do nghiệp lực tạo nên không thể nghĩ bàn được đức phật hỏi a nan bấm thưa vì nghiệp mong có thể biết chẳng quả bao thân ông mà bấm khả thưa nghĩ nghiệp bao chúng sanh cùng bất khả tư nghị căn lành của chúng sanh bất khả tư nghị thánh lực chư Phật thế giới chư Phật cũng bất khả tư nghị đặng được chúng sanh công đức thiền lực tu hành nghiệm địa và thần lực chư Phật cũng đều như vậy cả tôn giả và quả báo không thể nghi bàn được đối với pháp này tờ con không hoài nghi nhưng vì muốn phá trừ sự nghi ngờ của chúng sanh đời sau nên thưa hỏi lời này phẩm mười hai ánh sáng chiếu khắp này ngoài thần và quang minh của Phật A Di Đà của chư Phật ca không sánh kịp. Quang minh này chiếu khắp hàng xa coi Phật ở phương đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương phù cũng lại như vậy hào quang trên đánh chiếu xa một hai ba bốn do tuần hoàn trăm ngàn vạn ứng do tuần hào quang cán đứng và các hoàng chiêu đến một hai coi Phật hoặc trăm ngàn coi Phật chỉ có hào quang đức Phật A Di Đà chiêu khắp vô lượng vô số vô biên coi Phật hào quang chư Phật chiếu ra có xa có gần về bốn miền không ai đứng đời trước cầu đạo đồng nên khi thành Phật tự có hạng lương. Quang minh đơn Phật A Di Đà sáng chói gấp bội trăm ngàn vạn lần ánh sáng nhưng nguyện tôn quý trong cả cảnh sáng nên Phật vô lượng thọ cũng yêu là Phật vô lượng quang Phật vô biên quang Phật vô ngại quang. Phật vô đẳng quang Phật trí huệ quang Phật thường chiếu quang Phật thân tịnh quang Phật hoan hỷ quang Phật giải thoát quang Phật an ổn quang Phật siêu nhật nguyện
quan Phật bất tư nghị quan. Quang minh ấy chiếu khắp mười phương thế giới chúng sanh, nào gặp được quang minh ấy thì tôi tiêu diệt điều lành phá sanh thân ấy hòa diệu đều ở tam độ chiều vô cùng cực. Thấy được quang minh ấy liền được dừng khổ mãn chúng, được giải thoát chúng sanh, nào nghe được không nghĩ tùy theo ý nguyện được tránh về cực lạc. Phẩm mười ba thọ mang đại chúng vô thượng này á nan đức Phật vô lượng thọ mạng sống trường cửu không thể tính được, lại có vô số chúng thanh văn thần trí thông đạt năng lực tự tại có thể nắm tất cả thế giới bàn tay. Trong hàng đệ tử ta đại một kiện liên có thần thông bằng nhân, trong một ngày đêm biết hết số lượng chúng sanh của tăng ca tinh cầu trong đại thiên thế giới và xứ chúng sanh trong mười phương, tăng ca đều chứng qua duyên tính đến được ngàn vạn phần cũng không bằng một số phần tăng văn trong Phật hội kia. Vì như biển lớn sâu rộng vô biên, nếu lấy một sợi tóc trẻ làm trăm phần tan ra thành bụi, rồi lấy một hộp bụi ấy thấm một giọt nước biển nước nơi bụi tóc ấy so với biển, chẳng lấy gì nhiều này á nan các vị, một kiện liên tay còn biết được số lượng còn nước nơi bụi tóc so với biển cả không thể tính được. Thọ mạng của Phật và thọ lượng chúng Bồ Tát thành văn thiên nhân ở cõi ấy cũng như vậy, không thể lấy toán số thì dù mà biết được. Phẩm mười bốn cây bao khắp nước cõi nước cần là có nhiều cây bao có cây thuần bằng vàng hoàng thuần bạc lưu ly thủy tinh hổ quắc mỹ ngọc mã não hoặc do một thưa máu mà thành. Hoàng do hai ba cho đến bảy báo xen nhau hiện thành gông thân cành, do báo này thành hoa lá quả, do báo khác thành có cây gốc bằng vàng thân bằng bạc lưu ly làm cành thủy tinh làm ngọn hô phất làm lan mỹ ngọc làm hoa mã não làm quả, lại có thân cành lá hoa quả mỗi bao có hàng hàng khác nhau, hàng hàng thẳng nhau thân thân xây nhau, cành lá hướng nhau hoa quả xứng nhau, màu sắc rực rỡ tươi đẹp không thể tả xiết, khi gió lay động phá ra âm thanh vi diệu, các hàng cây bao ấy cùng khắp trong cõi. Phẩm mười lăm Bồ Đề đạo tràng, cây Bồ Đề nơi đạo tràng cao 40 vạn dặm chu vi, rộng 5000 do tuần cành lá muôn phía, 20 vạn dặm do các báo tự nhiên hiện thành hoa quả sum sê chói sáng cùng khắp. Lại có ca ngọc mai
tinh thành chuỗi trang hoàng cá cột báu vàng ngọc chuông cánh treo khắp nơi lưỡi vọng trăng diệu trăm ngàn vàng sắc dân mắt trên không vô lượng tia sáng vàng chiếu lẫn nhau rất vi diệu tất cả trang nghiêm tùy hiện nên gió nhẹ thổi đến lay đồng cành lá phát ra vô lượng âm thanh diệu pháp vang khắp các cõi phật âm thanh du dương hòa nhã tối tăng bậc nhất hơn các âm thanh ở mười phương thế giới nếu chúng sanh nào thấy được cây bồ đề nghe tiếng người mùi nêm trái chạm được ánh sáng nghi đến công đức của cây thì sao tăng thanh tình không có náo loạn trụ vào bấm coi chuyển cho đến khi thành phần nếu thấy được cây ấy thì được ba nhẫn một là âm hưởng nhẫn là vô sanh pháp nhẫn này à nan hoa quả cây cối và các chúng sanh cõi phật ấy làm cảm phật sự như vậy là do sân ngoài thần ban nguyện đầy đủ kiên cố cơ căn của phật vô lượng thọ vậy phẩm mười sáu nhà cửa lầu châu ma ni nghiền sơ sơn sáng chói không bị được cung điện của bồ tát cũng lại như vậy nơi đó có chỗ giảng kinh tụng kinh thọ kinh nghe kinh đi kinh hành trên đấng tự đạo và tòa thiền trên không trung cùng có chỗ giảng tụng thọ thân kinh hành những vị tư đạo và tòa tiền là bậc đã chứng tu đã hóa.